Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi sam ngọc nha, hàng mini siêu lúa nha anh chị cô chú. Đây. Lúa trắng, lúa thiếp nha. Anh chị chốt sống em có bôi keo không đây nha. Một phôi sam ngọc nha anh chị cô chú. Dàn lúa nó chính giữa nó là một cục lúa bông đây nha. Đây tại em chưa chà rửa nha, chà rửa ra nó hiện những hoa văn lên rất đẹp luôn. Cái này em làm bầu sơ dừa để giữ ẩm rễ nha anh chị cô chú. Đây bầu sơ dừa nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn. Một phôi sam ngọc nha. Cây này cái hoành cọc lũa đó là 20 nha anh chị cô chú. Còn cao là tầm khoảng 30 nha. 30 35 gì. Tầm 30 35 nha. Cao tới lũa đỉnh tầm 35.